Ok, úi trời ơi, 3 quả luôn. 1, 2, 3. 18 điểm. Đá vào bò đất này. Mình sẽ được ngẫu nhiên một bóng nha. Bao nhiêu xu tí? 22 xu các bạn. Bò đất 22 xu nha. What the fuck. Tiếp tục chơi game siêu thị nhé. Và hôm nay mình sẽ dùng 100 xu và sẽ chia ra làm hai ô, bên là trắng và bên là lẻ các bạn nhé, để mình chơi xem cách nào ăn nhiều xu nhất có thể nữa các bạn. Bên đây là mình để 50 xu và bên đây cũng 50 xu nhé, và mình có 100 xu. Ở bên này mình sẽ bỏ hết 50 xu chơi một lúc luôn, chơi hết 50 xu 50 lúc các bạn nhé. Bên 50 xu này mình sẽ chơi một phát một luôn, và 50 xu còn lại mình sẽ đánh lẻ 2-3 xu thôi, xem bên nào nhiều xu nhất nhé. Và game hôm nay mình chơi đó là game đá bóng nha các bạn. Đó. Đó. Anh Điền và bà Hạnh vào thủ môn nhé. Ok, bây giờ mình thử luôn nhé. Rồi, theo như mình giới thiệu lúc nãy thì đây là game đá bóng các bạn nhé. Và đầu tiên mình sẽ bỏ 50 xu vào cho game đá bóng nha. Đó. Nói chung mình có 50 xu. 1, 2, 3, 4, 5, một lần chơi 5 xu nữa các bạn. Đây là cốc chắn và đây là cốc lẻ nha. 4 xu nha. Mình không hiểu sao 5 cái mà nó vẫn đá, nó vẫn bắt được. Khó hiểu thật. Hai xu. Đấy các bạn thấy không? 100 xu nó vẫn bắt được, mình khó hiểu. Đó. Rất nhanh hết nha. À 50 xu đánh rất là nhanh. Rồi, 4 xu. Mình sẽ được ngẫu nhiên một bóng nha. Bao nhiêu xu tí? 22 xu các bạn. Bỏ nó 22 xu nha. What the fuck. Bỏ nốt nhiều xu thế. Anh em nên chơi trò đá bóng này nha. Bỏ nốt rất là nhiều xu. Rồi còn một lần nữa nha. 5 xu đã hết rồi. 5 xu, ok.
bạn chờ mình xíu, mình bốc xù vào đây nhé. Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ cái phần chắn mình đã hoàn thành nha. Bây giờ mình sẽ đến cái phần lẻ nha. Mình sẽ làm 3 xu trước nha. 3 xu. 3 xu. Rồi, biết rồi. Mình sẽ không đập nữa nhé. Mình sẽ đánh 3 xu và không đập nữa. Để về luôn. Xong mình chơi 2 xu nhé. Mình sẽ bỏ qua số 1 nhé. Rồi, 5 xu. Vô kèo rồi. Sau mình sẽ 3 xu tiếp. Chẳng có môn mới ghê quá các bạn ạ. Ghê nhỉ. Chắc mày ăn quá. 5 xu. Và xu tiếp. 5% các bạn. Đấy. Rồi ăn 2 xu liền. Nhưng mà nếu mà không bonus thì chắc chắn là sẽ thua chẵn đấy. Không khó thì mà ăn qua không có bonus là không ăn trắng được các bạn. Đấy. Cho nó mất qua số 1 đi. Đi số 1. Mình sẽ đánh 3 xu nhé. Xu thôi. Hay đấy. Sắp hết rồi. Hay. Các bạn nên lựa số nhỏ thôi, mình dễ ăn hơn. Số 6 nhỉ. Bỏ số 1 đi. Đó. Đó, số 4 liền. Đấy, tốt nhất là đánh 2 xu các bạn nhé. Đánh số 4, số 6, số 5, số 6. 1, 2 không bắt nha. Một hai thì không bắt nha các bạn. Được đấy, số 9, số 18 rồi đấy. 3 xu à? Cho nó đi luôn. Số 1 nó không đỡ được. Ok, úi trời ơi. 3 quả luôn. 1, 2, 3. 18 điểm.
ngàn kẹo bonus các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái xu lẻ nhé. Rồi, ok các bạn nhé. Nói chung đây là xu lẻ với chẵn này, đây là lẻ này, đây là chẵn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ đếm nhá. Xem bên nào nhiều hơn nhá. 2 4 6 8 10 12. Đây nha, nãy giờ mình xếp này, hai bên là gần như là ngang nhau luôn các bạn. 24 này, 245 này, 245 này, 6 này, 50, 56 xu các bạn. Đây 56 xu luôn. Vậy là hai bên là hòa nhau, nhưng mà tính về bonus là bên chẵn ăn được một lần bonus. Bonus là 22 xu các bạn nhé. Nên tính ra nếu mà bên này bonus nữa ấy, thì bên này lẻ bên này nhiều hơn nha. Bên này sẽ ăn đậm hơn, còn bên này sẽ ăn ít hơn các bạn nhé. Tính ra là bên này ăn nhiều hơn các bạn. Đó, bên lẻ là ok hơn nhá. Đó, tại vì bên lẻ không được bonus lần nào hết, nhưng mà là nhiều xu ngang với bên chẵn luôn. Bên chẵn được bonus 22 xu mà lại ngang với bên lẻ, chứng tỏ là hai bên bên này thắng nha. Ok, chúc các bạn thành công nha.